đây là hai bên cùng một cơ độ. Tuy nhiên đây là đến cái vòng cuối cùng rồi, hai bên cùng phải gặp nhau. Sắp ăn rồi. Gặp với nhau, vận động viên Hư Ngọc Sơn đã áo tắt lưng màu hoa đào, gặp Hoàng Việt Thắng đã áo tắt lưng màu xanh. Dưới sự điều khiển của trọng tài Trần Gia, trọng tài chuẩn bị hai bên chuẩn bị đến trở lại bắt đầu. Trong tay bị hai đơn vị lượt lướt bắt đầu. Nguyễn Văn Dương Vĩ và Nguyễn Hữu Đạt Tuấn Dương, Hoàng Văn Tuấn Đăng và Vũ Anh Văn Tử Duyên chuẩn bị. Đến cái vòng cuối cùng rồi, hai bên cùng phải gặp nhau. Sắp ăn rồi. Ban tổ chức chúng tôi chỉ trao giải cá nhân, không trao giải tập thể. Nên thuyền thứ thắng sẽ vào vòng trong, vòng chung kết và ngẫu nhiên chắc chắn là một giải ba. Đồng thời có thể cơ hội tranh lên giải nhất. Còn phần thua sẽ dừng bước tại đây. Đây cũng là trận đấu lúc nào đầu tiên của các vận viên đến từ các quận huyện. Vận động viên nào thắng? Hai vai rồi. Hai vai rồi. Tôi xin công bố quả ở vòng phút 20 nhất, Vũ Ngọc Sơn đã đáo thắng tuyệt đối. Như vậy Vũ Ngọc Sơn quả đáo đã là người đầu tiên giành giải ba ở giải thành đô các quận huyện, và sẽ là một vận viên trong 4 vận viên trên bốc vòng để thi đấu tuyệt. Đúng thì đấu thứ tự từ trên xuống dưới, và đầu tiên dù có câu lạc bộ vẫn phải thi đấu với nhau. Tiếp theo, vận động viên Hoàng Văn Tuấn Văn Á tắt lưng màu hoa đào, gặp vận động viên Vũ Anh Văn Thủy Nguyên tắt lưng màu xanh. Dưới sự điều khiển trọng tài Trần Gia, trọng tài chuẩn bị hai bên chuẩn bị lên sân đài bắt đầu. Trong đại chuẩn bị hai bên chuẩn bị nhập tin nhất bắt đầu. Từ ngày qua đã thi đấu rất nhiều trận, tuy nhiên ngày hôm nay các anh vẫn thi đấu rất quyết tâm. Nói đây là trận sinh tử, bởi vì vận động thắng sẽ có nhận chắc chắn nhất một giải ba, một phần quà trị giá 5 triệu đồng, và đồng thời có cơ hội nhận giải nhất. Còn vận động viên thua sẽ phải dừng bước. Rất hay. Biết rồi. Xanh quá. Phải đoàn đánh.
Xanh biết rồi. Có khỏe các bạn đổ sáng thắng, thắng cả thằng Hoàng khỏe. Ôi, trận đấu không đánh tiếp theo. Tiếp tục thi đấu. Mấy thằng này gặp Trường Sơn là biết hết. Vũ Minh Tú tên án, may khắc đạt tên án. Xin mời hai vận viên. Cuối cùng là chúng ta đã có 3 cái tên ở vòng chung kết.